Chào anh chị, video này BKAV sẽ hướng dẫn anh chị thao tác xóa bỏ hóa đơn trên hệ thống BKAVI hóa đơn. Trong trường hợp hóa đơn đã phát hành có thông tin sai sót, khách hàng từ chối lấy hàng, anh chị có thể xóa bỏ hóa đơn trên hệ thống BKAV. Anh chị thao tác theo các bước sau. Trước tiên, anh chị vui lòng truy cập vào hệ thống tại địa chỉ van.ihoadon.vn và cắm chữ ký số vào máy tính. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tại mục hóa đơn đầu ra, anh chị vui lòng mở hóa đơn cần xóa bỏ. Tại cửa sổ xem chi tiết hóa đơn, anh chị vui lòng bấm vào hình tam giác màu trắng, sau đó chọn xóa bỏ hóa đơn. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập lý do, anh chị vui lòng điền lý do xóa bỏ hóa đơn. Phần lý do sẽ được điền tự động vào mẫu 04SS, gửi lên cơ quan thuế sau khi anh chị ký hủy. Lưu ý độ dài lý do tối thiểu 30 ký tự. Cũng tại giao diện nhập lý do, anh chị có thể tải mẫu biên bản tại đây hoặc đính kèm nếu cần. Sau đó anh chị bấm tiếp tục. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập mã pin chữ ký số, anh chị vui lòng nhập mã pin tại đây. Đối với chữ ký số HSM, anh chị không cần nhập mã pin. Sau khi ký số thành công, hóa đơn sẽ chuyển sang trạng thái đã hủy, chờ thuế duyệt và có trạng thái màu đỏ. Sau khi cơ quan thuế duyệt tờ 04S, hóa đơn sẽ chuyển sang trạng thái là đã hủy, thuế đã duyệt. Doanh nghiệp có thể xem tờ 04S bằng cách mở xem hóa đơn mới hủy và bấm vào file đính kèm. Như vậy, anh chị đã hoàn thành việc xóa bỏ hóa đơn trên hệ thống BKAVI hóa đơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.